Chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Dibro Việt Nam. Không giống như xe máy điện chỉ có duy nhất hệ thống sạc tiêu chuẩn AC, ô tô điện có nhiều tiêu chuẩn khác về hệ thống sạc, gồm AC và DC. Vậy sự khác nhau giữa sạc nhanh DC trên ô tô điện và sạc thường AC ra sao? Hãy cùng tìm hiểu nhanh qua video dưới đây của Dibro. Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu sự khác nhau giữa sạc nhanh DC và sạc AC trên ô tô điện. Sạc AC là loại sạc đơn giản nhất và bộ sạc AC cấp 2 có ở hầu hết các gia đình, văn phòng, công viên, trung tâm mua sắm. Các bộ sạc này có thể được cắm vào ổ cắm bình thường. Sạc cấp độ 1 có thể cắm vào các ổ cắm 220V ở hộ gia đình và sẽ mất khoảng 8 đến 12 giờ để sạc đầy pin xe điện có tầm chạy trung bình 250 km. Bộ sạc cấp 2 cần nguồn điện 208 đến 240V và thường ở dạng bộ sạc âm tường, được lắp đặt tại nhà hoặc trạm sạc. Bộ sạc cấp 2 mất khoảng 3 đến 8 giờ để sạc đầy một bộ pin EV trung bình. Hầu hết các chủ sở hữu xe điện đều chọn bộ sạc cấp độ 2 để lắp đặt tại nhà vì họ có thể sử dụng nguồn điện ngay trong nhà. Bên cạnh đó, sạc xe nhanh hơn gấp 10 lần so với sạc cấp độ 1. Trong khi đó, sạc nhanh DC hoặc chính là sạc cấp độ 3 bỏ qua tất cả các giới hạn của bộ sạc thông thường và cung cấp nguồn DC trực tiếp cho pin. Điều này làm tăng tốc độ sạc và giảm đáng kể thời gian sạc. Thời gian sạc phụ thuộc vào kích thước của pin và đầu ra của bộ phận phân phối, nhưng nhiều xe điện có thể sạc 80% pin trong 1 giờ hoặc chưa đến 1 giờ bằng cách sử dụng bộ sạc nhanh DC hiện sẵn có. Các xe điện cũ hơn có hạn chế là chỉ cho phép sạc ở 50kW trên các bộ sạc DC. EV hiện đại không có giới hạn đó nữa và một số EV thậm chí chấp nhận lên đến 270kW. Kích thước pin đã tăng lên đáng kể từ khi các bộ sạc EV đầu tiên ra đời và hiện nay ngày càng có nhiều đầu ra cao hơn, phù hợp với một số bộ sạc hiện đại đang cung cấp 350kW. Tuy nhiên, hầu hết các xe điện hiện có trên thị trường đều sạc tối đa 50kW, nhưng vẫn có các mẫu xe điện hiện đại có khả năng sạc trên 200kW, bao gồm cả Porsche Taycan và một số mẫu xe Tesla. Chi phí của công nghệ sạc nhanh DC hiện rất tốn kém nên chưa được công chúng tiếp cận rộng rãi. Ngoài ra, chúng tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ mà mạch điện trong nhà không thể hỗ trợ. Đó là lý do tại sao những loại sạc này chỉ có tại các trạm sạc công cộng. Ngoài ra, sạc xe điện bằng bộ sạc nhanh DC có thể tốn gấp 3-4 lần so với sạc tại nhà. Xe điện Tesla là những dòng xe phổ biến ứng dụng công nghệ sạc nhanh DC mà Tesla gọi là bộ sạc siêu tốc. Sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu những loại trạm sạc ô tô điện đang được triển khai tại Việt Nam. Đầu tiên đó là sạc thường 11kW. Đây là hệ thống sạc cho mức công suất thấp nhất trong các loại sạc ô tô điện được VinFast triển khai tại thị trường Việt Nam. So với loại sạc dành cho xe máy điện, sạc ô tô 11kW mang thiết kế gọn gàng hơn với phần chân dạng chữ L giúp tối ưu diện tích lắp đặt. VinFast cho biết hệ thống sạc này sử dụng điện áp đầu vào là loại 3 pha 304-456 VAC. Mỗi trụ sạc có một cổng ra với công suất khoảng 1,2kW. Tùy từng dòng xe, thời gian sạc đầy không đến 100%, dao động từ 6 đến 8 tiếng. Sạc 11kW được hãng lắp đặt tại những nơi có thể đỗ xe trong thời gian dài như là bãi giữ xe, chung cư, trung tâm thương mại. Thứ hai đó là sạc nhanh 30kW. Nếu như sạc thường 11kW được bố trí ở những nơi có thể đỗ xe lâu, loại sạc nhanh 30kW được VinFast hướng đến lắp đặt ở những địa điểm công cộng trong khoảng thời gian ngắn. Theo kế hoạch, hệ thống sạc nhanh 30kW sẽ được bố trí song song với sạc thường 11kW tại các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, bến xe. Sạc nhanh 30kW có hai dạng thiết kế là treo tường và tủ đứng. Dù điện áp đầu vào giống loại sạc 11kW, nhưng công suất của loại sạc này có thể đạt mức khoảng 30kW. Loại chạm sạc nhanh này có khả năng sạc từ 0 đến 80% trong khoảng thời gian ngắn chỉ từ 40 đến 120 phút tùy từng loại xe. VinFast cho biết tất cả các hệ thống sạc của hãng đều được trang bị các tính năng an toàn như là tự ngắt khi xảy ra quá tải nguồn điện hay quá tải nhiệt, tiêu chuẩn chống nước và chống bụi IP54. Và thứ ba đó là sạc nhanh 60kW. Bên cạnh loại sạc nhanh 30kW, VinFast còn cung cấp thêm loại sạc nhanh 60kW. Thiết bị này có thiết kế dạng khối tương tự loại sạc dành cho xe máy điện của VinFast. Do cấu tạo lớn, sạc nhanh 60kW chỉ có duy nhất thiết kế tủ đứng. Không chỉ công suất gấp đôi loại 30kW, sạc nhanh 60kW còn có khả năng sạc hai phương tiện cùng lúc nhờ bố trí hai cổng ra. Điện áp đầu ra là loại một chiều với hiệu điện thế 200-500V. Hệ thống sạc nhanh 60kW sẽ được VinFast triển khai tại các cửa hàng xăng dầu và trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ. Thời gian trung bình để sạc từ 0 đến 80% là từ 30 đến 90 phút tùy từng dòng xe, tiết kiệm được 10 đến 30 phút so với loại sạc nhanh 30kW. Quay video Dibro đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các bộ sạc điện ô tô phổ biến hiện nay. Hy vọng video hữu ích với bạn và đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của hệ thống sạc xe Dibro để theo dõi những video review xe, hướng dẫn cho xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.